Giá cà phê hôm nay mùng 9 tháng 7, rất chuỗi giảm, cà phê hai sàn tăng trở lại. Giá cà phê hôm nay mùng 9 tháng 7 trong khoảng 41.300 đến 41.800 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê thế giới có một phiên hồi phục sau chuỗi giảm liên tiếp vừa qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng mỗi kg chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.700 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay quay đầu tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 tăng 37 USD tấn ở mức 1.970 USD mỗi tấn giao tháng 9 năm 2022 tăng 37 USD tấn ở mức 1908, 11 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 tăng 0,7 cent tổ 3, ở mức 222,9 cent tổ 3, giao tháng 9 năm 2022 tăng 1,55 cent tổ 3, ở mức 220,45 cent tổ 3. Thị trường cà phê thế giới có một phiên hồi phục sau chuỗi giảm liên tiếp vừa qua. Nguyên nhân do sàn London đã vào vùng mua quá mức, đồng USD giảm, ngoài ra tồn kho đạt chuẩn trên sàn New York thấp, kỷ lục 22 năm nay đã hỗ trợ giá Arabica tăng trở lại. Nhưng trước đó, thị trường cà phê đã có chuỗi giảm sâu. Phiên cuối tuần cũng là ngày duy nhất tăng trong tuần này, giá cà phê kỳ hạn tuần này chịu sức ép giảm khi giá trị USD trong rổ tiền tệ mạnh tiếp tục gia tăng. Điều này khiến các tiền tệ mới nổi càng suy yếu hơn và các loại hàng hóa được trao đổi bằng đồng bạc xanh ngày càng đắt đỏ làm giảm sức mua đầu cơ. Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO báo cáo tiêu thụ toàn cầu thiếu hụt 3,1 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại 2021-2022, nhưng thị trường cũng cần lưu ý vì cuộc chiến Đông Âu và lệnh cấm vận đã làm mức tiêu thụ toàn cầu sụt giảm khoảng 6 triệu. Bao nhiêu đã dự tính, từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu cà phê đi châu Âu Mỹ, Nhật Bản. Tăng mạnh, sau 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn cà phê, mang về trên 2,3 tỷ USD tăng trên 23% về lượng và tăng gần 50% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, giá tiêu hôm nay mùng 9 tháng 7. Giá tiêu toàn cầu giảm nhưng vẫn có một nước tăng. Giá tiêu hôm nay mùng 9 tháng 7 trong khoảng 67.500 đến 70.500 đồng mỗi kg thị trường hồ tiêu nói riêng và các sàn hàng hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đồng USD đang quá mạnh. Giá tiêu trong nước có phiên giảm liên tiếp trong tuần. Tại tỉnh Đắk Lắk, đá nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 68.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.500 đồng mỗi kg giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 70.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 69.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giảm trung bình 500 đồng mỗi kg, trừ tỉnh Bình Phước so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá tiêu điều chỉnh giảm trong tuần thị trường hồ tiêu nói riêng và các sàn hàng hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đồng USD đang quá mạnh. Tuần này, cộng đồng hồ tiêu đánh giá, thị trường tiếp tục phản ứng cháy chiều khi chỉ có giá tiêu nội địa Sri Lanka tăng, giá tiêu Ấn Độ có xu hướng giảm trong tuần này. Giá tiêu của Indonesia phản ứng tiêu cực do đồng nội tệ tiếp tục suy yếu so với đồng USD. Đây là tuần tăng thứ hai của Sri Lanka sau nhiều tháng chậm lắng. Hãng Channel News Asia ngày 5 tháng 7 đưa tin Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Messi cho biết quốc gia này đã vỡ nợ và tình trạng khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có này sẽ kéo dài cho tới ít nhất là cuối năm 2023. Lạm phát đã lên tới 54,6% vào tháng 6 năm 2022. Ngân hàng Trung ương Sri Lanka dự kiến sẽ tăng lãi suất để kiềm chế giá cả. Đảo quốc Nam Á cũng thông báo ngừng y tiền để đối phó lạm phát.